Chào mọi người, trong video này chúng ta sẽ cùng làm mô hình một cái đồng hồ trên phần mềm Sketchpad. Đối với đồng hồ này của chúng ta thì chúng ta sẽ làm nó có hai kim, kim giờ và kim phút như thế. Thì ví dụ ở đây ta cho là 12, đây là 3, đây là 6, đây là 9, cho các mốc như vậy. Rồi. Thế thì đối với các mốc này chúng ta có thể là dừng các điểm trên một đường tròn. Mốc này. Ví dụ điểm này ta cho điểm A nhỉ? Này, tâm của đường tròn. Thế thì bây giờ với cái kim như thế này thì là một đoạn thẳng, kim này cũng là một đoạn thẳng thôi, cái này cũng dễ thôi. Bây giờ ta quan tâm thể là góc quay, bởi vì kim như thế này thì nó sẽ quay từ vòng này qua vòng khác rất nhiều vòng như vậy, cho nên nếu chúng ta tạo một tham số là góc mà thì nó chỉ có thể chạy từ là 0 độ 30 độ nếu như ta tạo tham số góc. Mà thông thường nếu như ta tạo một cung và đo số góc của số đo của cung đó thì ta cũng có một góc là từ 0 độ bé bằng alpha bé bằng là 360 độ. Thế thì lớn hơn 360 độ nó sẽ như thế nào? Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta nên từ một tham số thẳng ta xem như là một tham số radian và sau đó ta chuyển sang độ. Có nghĩa là ta sẽ dừng mục tiêu như thế này. B và C. Với AB bằng 1 thì ta sẽ tính là AC mà chia AB. Đấy. Và ta sẽ dùng cái này làm tham số góc. Và khi ta dừng được một kim thì ta có thể tính toán để dừng được kim thứ hai. Đấy. Ý tưởng là như vậy. Bây giờ ta bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên là dừng đường tròn. Rồi. Bây giờ để dừng 12 thì dừng số 12 đây thì ta sẽ xác định bằng cách là tính tiếng này lên. Tính tiếng tâm đường tròn lên. Nếu ở phía trên 90 độ. Đấy. Và dừng tia. A B. Đấy, dừng tia như thế này. Và cắt tại đường tròn tại đâu thì đấy là điểm 12. Đấy. Sau khi dừng xong rồi thì ta ấn cái này đi. Ta đặt tên cho nó là 12. Rồi, bây giờ đến 9 nhà thì ta sẽ lấy A làm tâm. Rồi, và quay cái 12 này đi. 90, rồi, quay tiếp. 90, rồi quay tiếp. 90, đấy. Còn những cái phần này thì chúng ta có thời gian chúng ta sẽ làm. 9 6 3. Ok. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo tham số ở đây. Tạo tham số ở đây. Ta dùng điểm như thế này cho đến 3. Đấy. Rồi ta tính tiếng nó đi. 1 cm và góc đây là 0 độ. Ok, đấy. Và dừng tia này. Sau đó lấy trên này một điểm. Đây là B đấy.
C. Đấy. Thế thì ta sẽ đo tỷ số là AC ra B, B, C. Đo tỷ số. Nào. Đây, ta sẽ thay đổi không. Đấy. Thì bây giờ ta biến đổi cái số này trở thành là góc, số này trở thành góc, và xem nó, ta xem nó như radian và ta biến nó thành góc. À, thế thì ta thấy là ví dụ đây là lên tới khoảng là 6,28 nha hả, này khoảng như vậy. Thì như vậy 2π và được là góc 360 độ này hả. Thì bây giờ ta sẽ tính toán đổi tham số này là C. Đấy. Và bây giờ vào số tính toán, ta lấy cái C này, coi nó nhanh như là radian, ta nhân 180 độ và ta chia cho pi radian. Đấy. Thì ta đổi góc này ra độ, đấy, góc là độ. Rồi không đồ này đấy, 3,14 đấy, thế nào là 180 độ ha. Đấy. Rồi 6,28 như thế, 360 độ đấy. Đấy, nếu chúng ta muốn di chuyển xe ít nhưng mà vẫn đạt được cái góc cao thì chúng ta tính tiền đến bên này vừa phải thôi. Đấy. Bây giờ ta sẽ quay với mỗi vị trí thay đổi của C thì ta sẽ quay điểm 12 đi một góc tương ứng như thế này. Tuy nhiên ta thấy đây là chiều dương mặt lệnh của chúng ta là như thế này. Đấy, nhưng mà chiều quay kim đồng hồ thì nó như thế này. Vì vậy ta sẽ chữa cái này lại, thêm chút trừ vào. Đấy. Rồi bây giờ lại làm tâm. Rồi ta quay số 12 này đi. Quay. Rồi cái góc này. Đấy. Tôi kiểm tra này. Đấy. Rồi. Ta dừng đoạn thẳng. Thì đây chính là kim dài. Và bởi vì kim dài cho nên nó cũng không cần phải tới sát. Đấy. Đấy. Ở đây là được rồi. Tại đường này đi. Đấy, xin lỗi. Đặt đường này đi. Rồi. Kim dài. Đấy. Đặt đường này luôn. Rồi. Để ta có kim dài ha. Đây. Rồi. Và đây là kim phúc. Thế thì bây giờ kim giờ nó được tính như thế nào? Giờ được dựng như thế nào thì cũng dựng trên dựa trên góc quay này, thì ta tính như thế nào để ta có kim giờ nào. Đấy. Ta vào số tính toán, ta lấy cái này ta chia cho 12. Đấy. Chia cho 12. Rồi thì bây giờ ta cũng lấy điểm 12 và quay điểm A chọn lên tấm rồi, ta chọn cái này. Đấy. Thì đây là kim giờ. Sau đó ở cái này đi. Đây tôi có kiểm tra. Và bây giờ tôi kiểm tra này. Đây 0 giờ. 1 giờ này. 2. 3. Rồi. Đấy, đồng hồ chúng ta là xong. Về phần thô, ta có thể đổi tên cái giá trị này là giá trị góc mà dành cho kim phút và giá trị góc dành cho kim giờ. Bây giờ nếu như ta muốn nó tiện tới một giá trị chính xác đó, ví dụ như là
3 giờ chẳng hạn, ta muốn nó đi tới 3 giờ ha. Thì chúng ta có thể tạo nút để cho điểm C này di chuyển tới một điểm xác định tại vị trí đó là 3 giờ. Đấy, tại vị trí đây. Nếu như ta muốn làm đồng hồ này đẹp hơn nha, thì chúng ta có thể là xây dựng mặt đồng hồ và thay đổi các loại kim, thiết kế kim dựa trên nền tảng là đoạn thẳng này. Đấy.